Thưa quý vị và bà con, mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định Việt Nam sẽ có cơ hội hơn tại Mỹ khi mà Ấn Độ, nguồn cung lớn nhất của thị trường này, đang gặp khó khăn do sản xuất của tình hình dịch COVID-19. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP, 4 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt gần 200 triệu đô la Mỹ, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tại thị trường Ấn Độ, các chuyên gia ngành tôm của nước này đã xác định năm nay sẽ là một năm thực sự khó khăn, thiếu container lạnh, chi phí vận chuyển hàng hóa tăng gấp 3 lần, giá nhiên liệu tăng, phí đóng gói và nhân công tăng, đồng rúp Ấn Độ tăng lên so với đô la Mỹ. Chính phủ loại bỏ các ưu đãi xuất khẩu, tất cả các yếu tố này đã ảnh hưởng rất xấu đến các nhà chế biến thủy sản của Ấn Độ. Ngay bây giờ sẽ là những câu hỏi mà chúng tôi nhận được qua tổng đài. Câu hỏi từ khán giả Võ Thanh Nghi, số điện thoại 0387, 3 số cuối là 955 ở Gia Lai có hỏi như sau. Bò vừa bắt về được 2 ngày, nặng 7 tạ. 2. Ngày hôm trước, bò có hiện tượng đi tiểu lẫn máu. Sau khi trích thuốc của thú y thì bò đi tiểu bình thường, nhưng đi phân loãng và dính máu. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Năm ạ. Vâng, xin chào anh Thanh Nghị. Cái hiện tượng mà bò anh mô tả ấy, thuộc về bệnh do Treponema, hoặc là ngày xưa ấy, có cái tên gọi là Vibrio. Đây là một trong những cái bệnh thường gặp bò, nhưng mà nếu mà chúng ta phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì rất là dễ chữa thôi, không khó khăn cả. Thế thì cách điều trị thì buổi sáng ấy, thì anh lấy hai cái thuốc gọi là Tialin Thái và Butamin NT, mỗi loại 1cc, phải trung tiêm 20 cân bò. Buổi chiều thì anh tiếp tục lấy cái Vizante và cũng là Butamin NT, cũng mỗi loại 1cc, pha chung tiêm như 20 kg vào và tiêm 3 ngày nó khỏi thôi. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Năm. Và câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả Bùi Tiến Tuấn, số điện thoại là 0972, 3 số cuối là 769, ở Văn Đẩu, Kiến An, thành phố Hải Phòng có hỏi như sau. Ếch mới được 1 tháng tuổi thì cần chăm sóc như thế nào? Vâng, xin mời chuyên gia Đặng Văn Hoàn ạ. Vâng, xin chào anh Tuấn. Thì với cái tình trạng con ếch của bạn đang ở một tháng tuổi ấy, thì cái quy trình chăm sóc của nó sẽ gồm những cái bước sau. Thứ nhất là con ếch lúc này nó ở giai đoạn là tầm khoảng 3-40 con một cân ấy. Lúc này bạn cho ăn, thứ nhất là thức ăn là phải dùng cái cỡ ly nó tầm khoảng 4 ly, dùng cái viên 4 ly. Vì con ếch khi nó ở giai đoạn to rồi ấy, là nó sẽ lười vận động. Mà mình tiếp tục dùng cái cỡ ly nó nhỏ quá, 2-3 ly như cái giai đoạn cá ếch tầm khoảng 15-20 ngày ấy, thì con ếch nó sẽ không ăn được. Đấy là cái thứ nhất. Cái hai là trong quá trình nuôi ấy, thì con ếch giai đoạn này nó rất hay bị những cái bệnh như là chướng bụng, rồi là nó bị đi gọi là mình nói là bị đi ngoài đấy. Và cái tỷ lệ chết nó rất là cao nếu mà bạn không có giai đoạn phòng trước cho nó. Thì cái tỷ lệ hao hụt con ếch nó rất lớn. Thì trong quá trình nuôi cái giai đoạn này, mình lưu ý là mình sẽ bổ sung cái men tiêu hóa cho nó. Một tuần mình trộn vào đấy một lần, trộn men tiêu hóa. Bước 2 là mình sẽ sau cái tuần cho ăn men tiêu hóa đấy, mình sẽ bổ sung cái vitamin C, vitamin tổng hợp vào, gồm có B1 và các gọi là B-complex ấy, để cho con ếch nó có sức đề kháng tốt. Và cái thứ ba là trong cái môi trường nước lúc cái giai đoạn này ấy, là cái môi trường con ếch nó thải ra cái nhớt, gọi là cái xác, cái da cái ếch nó nột, và cái nước tiểu của nó, ếch nó rất là nó bẩn, thì cái môi trường nó rất là ô nhiễm, thì mình phải dùng cái men xử lý đáy ao để mình xử lý cho cái môi trường nước sạch. Thì thời gian nuôi con ếch nó không quá là dài, 70-80 ngày, giai đoạn 1 tháng tuổi là đã được nửa quá trình nuôi của nó rồi. Nhưng các bạn, chúng ta lưu ý cái quy trình chăm sóc nó đúng các bước như vậy thì cái hiệu quả của vụ nuôi của mình sẽ thành công rất là cao. Xin cảm ơn chuyên gia Đặng Văn Hoàn ạ. Và câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi nhận được đến từ khán giả Nguyễn Thượng Hoàn, số điện thoại 0355, 3 số cuối là 538 ở Lạng Sơn có hỏi như sau. Châu mẹ đẻ được 3 ngày nhưng hiện tại thì lại không có sữa cho con bú, hỏi cách khắc phục như thế nào? Xin mời chuyên gia Lê Văn Năm. Vâng, xin chào anh Nguyễn Thượng Hoàn. Châu đẻ được 3 ngày nhưng mà là không có sữa cho con bú thì nó thuộc về... thứ nhất ấy, là cái hệ
thuộc về cái một trong những hội chứng của ta gọi là MMA. M thứ nhất người ta gọi là mastitis, tức là viêm dạ con. M thứ hai là mastitis, tức là viêm vú. Và M thứ ba tức là agraxio, tức là mất sữa hoặc là giảm sữa. Thì như vậy là ở đây ấy, thì con trâu đang mất sữa, đang không có sữa. Thế thì đấy là một trong những cái hội chứng thuộc MMA. Nhưng nguyên nhân từ đâu được gây ra hiện tượng này thì đây là toàn bộ kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng. Nó có cả một quá trình. Cho nên ấy, vấn đề đặt ra ở đây ấy, là chúng ta phải khẩn trương điều trị, đúng không? Mà điều trị thì chúng ta lại phải nhìn thấy không những là để cứu lấy con mẹ mà còn cứu cả con ấy. Vì trâu sữa là 9 tháng, 10 tháng, gần là 10 tháng 3 ngày cũng không phải là ít. Cả một thời gian dài bây giờ hy vọng con nghé con. Nếu mà con trâu mẹ mà mất sữa thì con trâu con sẽ bị bệnh đường ruột rồi sẽ cũng suy nhược rồi cũng sẽ chết. Cho nên chúng ta bắt tay ngay vào việc điều trị con bê con, con nghé con. Thế con nghé con thì điều trị bằng cái gì? Nghe con ta cứu nó bằng cách là chúng ta cho nó bú, nó ăn bằng sữa trẻ em sơ sinh thôi. Thì sữa trẻ em sơ sinh ấy, thì chúng ta chú ý dùng thế này này. Thứ nhất là cứ 2 thìa canh đầy sữa trẻ em sơ sinh, ta pha vào 1 lít nước sôi để nguội. Và mỗi một lần như vậy thì chúng ta cho ăn là khoảng 3 lít. Tức là mỗi, và có nghĩa là chúng ta phải cần tới 6 cái thìa canh cái sữa trẻ em sơ sinh cho một lần ăn. Và ngày thì phải ăn, mới đẻ thì phải là 5 đến 8 lần, tùy vào cái trọng lượng và cái tình trạng con bé con gái con. Thế nhưng mà cố gắng là cho ăn như vậy thì nó sẽ dần dần nó có sức để mà nó sống, đúng không ạ? Cái thứ hai là con trâu mẹ. Con trâu mẹ thì rõ ràng là bây giờ là không có sữa thì chúng ta phải nghĩ ngay thì như tôi vừa nói là ba nguyên nhân, hoặc là viêm dạ con, hoặc là viêm vú mà nó dẫn đến cái hiện tượng là không có sữa, hoặc là do cái sai sót kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, mà đặc biệt là chế độ ăn uống. Thế thì bây giờ việc đầu tiên là ta phải cải thiện cái chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, đặc biệt là thức ăn. Thức ăn cho trâu ấy, nếu nó ăn bình thường ấy thì chúng ta vẫn phải đảm bảo thứ nhất là cái trọng lượng cỏ xanh không có nhiễm thuốc trừ sâu phải bằng ít nhất là 10% đến 12-15% trọng lượng cơ thể. Có nghĩa là con trâu 3 tạ thì bây giờ nó phải ăn 35 cân. Con trâu 4 tạ phải ăn 45 cân. Nó phải thế, nó khoảng như thế. Thế thì 45 cân cỏ này thì không phải đương nhiên ăn một lần, đúng không ạ? Mà nó chia làm 2-3 lần trong ngày. Nhưng kèm theo đó là thức ăn tinh. Thức ăn tinh là chúng ta phải cho nó ăn và trọng lượng cơ thể bằng khoảng 1 đến 1,2%. Tức là đấy, con trâu 4 tạ thì ăn 4 cân thức ăn tinh và chia làm 2-3 lần trong ngày. Thế thì để tăng cường cái dinh dưỡng cho nó. Cái thứ hai là chúng ta điều trị mà mắt thường chúng ta không trông thấy, hoặc là viêm tử cung, hoặc là viêm vú, hoặc gì đấy mà nó dẫn đến nó là không có sữa. Thế thì là chúng ta cứ, mà cái này thì nó vô hỏa hại mà nó chỉ có lợi thôi, đúng không ạ? Trước hết là chúng ta lấy cái lincogen LA. Thứ hai là cái đề sắt thái. Và thứ ba là oxytocin. Thế thì ba thứ này chúng ta, mũi này chúng ta có thể trộn chung. Mỗi loại một cc pha chung tiêm cho 20 kg trâu một lần. Thế buổi chiều thì ta thay cái lincogen LA bằng cái macavet. Thì cái macavet ấy thì chúng ta tiêm riêng 1cc cho 30 cân thể trọng trâu, còn hai cái thuốc còn lại là đề sa thái và butamin NT và oxytocin ấy, thì chúng ta tiêm riêng thành một mũi. Riêng oxytocin thì tôi chỉ dặn thế này, cái liều tiêm tối đa để kích sữa không quá 20 UI cho một tạ. Phải nhớ và không được tiêm quá liều, vì tiêm quá liều là có khi là gây hại. Cho nên nhớ là oxytocin tiêm không quá 20 UI trên một tạ trâu. Vâng, tiêm liên tục 3-4 ngày như vậy thì tôi nghĩ là khắc phục được cả mẹ và cả con. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia Lê Văn Năm.